là những ngày tháng ở nhà tôi quyết định trở thành một cô gái đảm đang. Hôm nay xin giới thiệu với quý vị món thịt kho trứng do tôi tự làm. Đây là món ruột của tôi chỉ biết nấu duy nhất một món này thôi. Còn tất cả những món còn lại không biết nấu. Còn ăn được hay chưa thì chưa biết, nó giỡn gì thôi chứ ngon lắm nha mấy bà nha. Trời ơi, tôi không nấu thì thôi chứ tôi nấu một cái là tới công chuyện nha. Đó, sau khi mình ướp thịt mình bỏ đầy đủ xong bây giờ mình dầm cho nó đều tay nè, đó cho thịt nó thấm vô. Trong lúc đợi thịt thấm bây giờ mình sẽ đi sắc hành nha mấy bà nha. Thái liền tay, thái bao giờ mà nó vô ngón tay thì nó thành công. Bỏ miếng dầu vô, sau đó bỏ cái hành hồi nãy cắt bỏ vô. Sao qua sao lại, bao giờ mà hành cháy đen thui là ok, nó giỡn gì thôi. Bao giờ vàng bỏ miếng đường vô để tạo màu cho nó đẹp đó, tại vì không có màu kho cá. Trộn đều cái tay rồi, sau đó mình đổ cái thịt vô nè. Trời ơi, thấy chưa, nó đã ghê chưa. Đổ miếng trứng vô nữa, cái trứng nãy lột sẵn rồi đó. Đổ vô luôn, trời cái màu nhất cái nó dễ sợ luôn. Rồi đổ nước dừa vô nè, để làm gì? Để cho thịt nó thấm vô, nó thấm sâu vào từng thớ thịt để cho thịt nó mềm ra ăn cho nó ngon. Đậy nắp lợi nè, đợi thôi. Để cái lửa riu gì nè, đó cho nó thấm vô thịt, thấm vô trứng. Rồi bây giờ đây là kết quả của tôi mấy bà ơi. Thấy tôi giỏi không? Đầu bếp mà mấy bà ơi, thêm một chén cơm trắng nữa, mùa mưa này nữa ăn là tao nói nhất cái nách dễ sợ luôn. Rồi bây giờ mình cắn thêm miếng cơm nữa. Trời ơi, chịu vậy nói. Ăn miếng ớt thử coi làm sao. Mà mẹ nó cay dữ trời.